tàu đó mua năm 2000 là mấy ta? 2010 ha, khoảng 2010. Lúc đó Hồ Tính sống ở dưới tàu. Sống ở OV, có nhà mấy căn không về nhà ở. Cái ở dưới nó cũng có máy lạnh, nó có lò đầy đủ. Ở dưới nó có chiếc tàu có 3 phòng á. Ở dưới lầu á. Một cái phòng hai đứa nít ngủ, một cái queen bed là trước ngủ cũng được hai người ba người, một cái master bedroom nó có, thì mua cũng không có mắc thời đó. Phải mà bây giờ đâu có dám mua. Tại ngày 16 tháng 3 2017 là mọi chuyện thay đổi hết. Thời với cha con sẽ tài danh sắc thực thì, không có xài tiền của thiên đình nữa. Xưa là cứ thở đâu có biết. Biết là mình có chân mệnh cao nhưng mà chưa thề, phải không? Cho nên từ đó sau ngày 16 tháng 3 là đồng hồ, sen, tàu hay là xe mới gì cũng không dám ngó. Còn chiếc xe ca lắc mà chạy là hãng. Hãng 4 năm nó tự động nó lease, nó đổi, nó mua. Nên giờ không có xài tiền. Nhiều bữa ăn ngày không tới 20 nữa. Sư phụ, có nhiều khi mình hồi tiền mình no luôn phải không sư phụ? Đúng. Nó ra hơi mình no energy mà. Ở bên bên Ấn Độ có cái ông gì John Bond gì đó ta. Không ngồi 6 tháng á. Nó cũng là một vị Phật tái sanh á, vị Bồ Tát. Yêu cũng không còn yêu nữa. Là biết chết luôn á. Không biết gì. Không có thích mà cũng không thích đi shopping, không thích gì. Thôi khỏi, con đi. Ngộ quá. Mình làm gì làm nha. Mình đừng có mất cái lý trí của mình, mất cái đường đi của mình thì mình mất tất cả, cũng giống như mất cái vị thính vậy đó. Mất thay tình cái lưỡi mà liếm mà không còn ngọt, không còn mặn nữa là mệt á. Nên sư phụ thấy gì nha, mình có cái giới luật thì mình làm đúng giới luật, và đồng thời mình có cái tương lai của mình. Tương lai của mình sẽ thành tiên đúng không, phải về trời phải không? Nghĩa là giống như bây giờ mấy con cứ nghĩ là mình đi phỏng vấn ở Sài Gòn á, để mà được đi một cái visa qua Mỹ thì mình mấy tháng sau mình chưa mua được vé máy bay thì mình cũng náo nức. Thì bây giờ mình là họ thiên, là mình giữ giới luật là chắc chắn mình sẽ được về trời kỳ này. Thì mình cũng phải mừng ở cái ngày đó. Thì từ đây tới ngày đó mình cũng phải sống vui vẻ. Còn nói như kiểu con mà không có cảm giác mùi vị rồi không thích gì nữa. Con có cảm giác cái khác. Cái cảm giác con là nhìn cảnh là sống động. Khi mà mình từ bi bắt đầu mình bước vào ngưỡng cửa tâm linh á, mình sẽ bắt đầu trở thành nhiều cái hiện tượng, rồi nó trở thành mê tín. Cho nên phải giữ là chánh kiến, để mà người ta đừng có nói mình là bị tu lạc hướng á. Hiểu không? Mình cũng vẫn bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà không high risk high return, nếu mà không bước vô tâm linh thì làm sao mà thành tiên thành Phật được. Nhưng mà mình phải biết mình bước vô cái gì. Người ngồi thiền nhập định nó có hai loại, tự của mình và tha lực mấy vị cho để mình nhìn thấy được, tiếp xúc được. Người ngồi thiền mà dở mà nhìn thấy mấy vị hay tiếp xúc mấy vị là phải coi chừng, là nhiều lúc ma quỷ nó làm cho mình thấy. Cho nên tự mình, mỗi một cá nhân của mỗi người chúng ta phải biết mình ở cái trạng thái nào. Mà đa số mà những cái người mà bị ma quỷ nó dẫn dắt vô những cái mê, những cái mà thấy nghe rồi này nọ đó, là sẽ mất đi đa số là những cái bình thường của người
họ không có lái tàu được như kiểu sư phụ. Họ không có lái OV được. Sư phụ lái chiếc OV như xe bus 45 feet. À, họ không có, không biết gì hết, ngồi rồi ăn gì cũng không thấy ngon nữa, cứ cắn cắn hồi á, nhai nhai luôn cái gãy cái đũa, gãy cái muỗng luôn nữa. Thì là dạng đó là cái. Ở cái dạng đó nó có cái đó. Còn mình tu Phật thì cũng tu, nhưng mình có chánh kiến. Mỗi một bước đi của mình thì mình biết mình bước lên cái gì. Và đồng thời mình gán mở mắt rồi dưới nó có con gì nhỏ xíu không á. Còn mấy người kia á, con một cái con gì bự mà nằm dưới bằng cục đá đó cũng không thấy, rồi cũng đạp lên nữa thì khác. Nghĩa là mình mất đi, mình lose đi cái control, mình không có còn kiểm soát được cái thị giác của mình. Cho nên mình làm gì làm, thà trở lại số 0 ngay giữa, tức là mình vẫn còn là một người bình thường giống như mọi người. Không có phải cà gục cà gù, cũng không phải là họ thiên mê tín. Còn mà nếu mà họ thiên á, là phải có căn bản, là đời sống phải vui vẻ. Và đồng thời mình phải biết mỗi một cái hơi thở, mỗi một cái bước đi của mình, và mình có thể làm được những chuyện mà người bình thường Phật tử không có làm được. Tại Phật tử á, đi theo mấy ông thầy, họ brainwash cái mai là chỉ có biết vậy 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 thôi, đọc kinh rồi cứ từ bi thôi, nhưng mà cái trí, cái dũng không có tăng. Bi trí dũng nó tăng theo giống như lớp mẫu giáo, thì bi trí dũng ba cái nó tăng đều. Lên tới lớp 1 bi trí dũng nó cũng tăng đều, lên một nấc của bi trí dũng. Lên tới lớp 2, lớp 3, lớp 4, lên tới lớp 12, lên tới đại học. Nhưng mà cái ba cái nó phải đi song song nhau. Họ thiên chúng ta mà chỉ đi có một cái mà từ bi không á, là cũng đi lệch. Cái ghế á, khi nó lên giống như cây bông này đi, nó phải lên cho đều nhìn nó mới đẹp. Ngày mai cái nó cao hơn thì nó cũng đều một mặt. Còn mà lên mà một bên không á, thì bên kia nó sẽ nghiêng ngửa, thì đi khập khển. Khập khển á, thì mình chỉ đa số mình sân si nhiều, mình thấy lỗi của người ta nhiều, cũng không tốt. Bi không cũng không tốt. Bi không dễ đi chung với cầu với mấy ông thầy lắm. Họ thiên chúng ta lúc nào ra đời thì cho đáng ra đời, đạo cho đáng đạo. Vô mà ngồi mà chế mấy con di mạch, mấy con chip á, là phải siêu hơn ta. Còn ra đường gõ mỏ là phải gõ điều nhịp độ rồi không? Cả hai luôn á, mới là họ thiên. Tương lai cái thế giới chúng ta là như vậy, chứ không phải như cái thế giới ngày hôm nay. Người thì biết chế mấy con di mạch thì lại không có biết một chút gì về hết Phật với cha mẹ, chỉ biết đời sống trước mắt cái gia đình thôi. Còn người thì bây giờ vô chùa mà ngồi tu, chỉ biết tu thôi, để tới bệnh, để tới không có thu nhập cao rảnh mới vô chùa ngồi, cũng như không. Còn những gì thầy trong tương lai của thiên tâm á, sau này sẽ có một cái trường đại học sẽ huấn luyện những người thầy đó. Họ cũng dùng tam đại tạng kinh, cũng ngồi thiền, cũng nhập định, cũng nam tông và bắc tông đầy đủ. Những đứa muốn tu thì có cái trường đại học thiên tâm dạy đàng hoàng. Nó cũng giống như trường West Point hay trường Sĩ Quan Đà Lạt là vậy đó. Thì khi một thì ra đời thì cũng vẫn là bi trí dũng, vẫn là nhân lễ nghĩa trí tính, thì lúc đó sẽ nắm được chức lãnh đạo của quốc gia. Còn nếu mà đi theo cái đường tu luôn thì phải giỏi hơn mấy ông thầy Tây Tạng, phải có ngũ nhãn lục thông, thì lúc đó sẽ đi ra loan truyền khắp thế giới để dạy cho tất cả những đứa con họ thiên. Thì thiên tâm sau này sẽ là như vậy đó. Phải có trường dạy học đời với đạo song song. Giống như ở trên dạng Phật Thành vậy hả sư phụ? Nó cao siêu hơn dạng Phật Thành. Nhưng mà phải đợi một người có thẩm quyền mới làm được. Còn bây giờ mình mới mà, cũng giống như bữa nay họ thiên cha chỉ cho đóng hạt giống gieo xuống, thì từ từ đang mọc lên vậy đó. Chưa
chưa có một cái gọi là tổ chức theo trật tự lời nói. Bây giờ chúng ta những cái người chỉ gieo duyên, những người nào có hữu duyên để mà được qua cái sàng lọc này, để được chờ cái cơ vận cuối cùng. Hiện giờ cơ vận đang đi tới cái gear, cái khớp, mà khớp cuối cùng, mà giống như lúc trước nó chưa có đồng bộ, chưa ăn khớp, hôm nay chỉ còn có một thời gian rất là ngắn thì nó sẽ đồng bộ, nó sẽ ăn khớp. Thì lúc đó sẽ gặp được Đức Thầy, thì sẽ gặp được Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, lập hồi Trần Nguyên, lập đại khái là nhà Trần, lập lại nhà Trần, thế giới bình an, bờ cõi giang sang, an cư lập nghiệp. Thì đó là như vậy. Thì sau này nó sẽ có những người tài á, hôm nay đa số mấy người tài trên thế giới không có biết về tâm linh, nhưng mà trong tương lai khi mà đạo Thiên Tâm sau này vững mạnh rồi, có một cái tổ chức đàng hoàng, có trường học đàng hoàng, thì những người tài đó họ cũng sẽ hiểu về những nhân tài của Hội Thiên trong tương lai á, là cũng là những thầy giáo sẽ dạy cho những cái người làm bạn bè làm chung với họ trong cơ sở. Bây giờ mình gieo duyên là một cách rất là tự nhiên, ở ngoài đó chỉ quay về hướng Đông Bắc và lại cha mẹ, rồi lấy dấu Thiên Tâm này thờ. Sư phụ chỉ là người truyền tin, chỉ nhắc lại cái đạo Thiên Tâm nó có hàng nghìn năm, hàng chục năm, chục nghìn năm trên cái quả địa cầu này. Ông bà tổ tiên của nước Việt á, cả 50.000 năm trước biết là có ông trời, lúc đó cũng chưa có biết có Phật, có Bồ Tát hay thánh gì hết, chỉ có biết là thần thôi. Hồi xưa nguồn gốc bên Tàu, họ chỉ biết ra ngoài trống không gian này nè, người ra ngoài sân, rồi họ khấn trời khấn Phật, chỉ biết như vậy. Rồi sau này những gia đình á, người Việt Nam từ thời ông nội ông cố mình ra ngoài sân khấn cái lon sữa bò, chỉ là cái lon sữa bò này nó có cái cây cột gì cái ra để lon sữa bò, thì cái đốt nhang khấn mỗi chiều nào nhà nào cũng khấn. Thì khấn ai? Khấn bà ông Thiên, đúng không? Ba má mình, con ra con đốt nhang cho bà ông Thiên. Ông Thiên là ông gì? Là ông Thiên Tâm. Thiên Tâm là Phật. Thì sư phụ chỉ có nhắc lại thôi. Từ lúc mà sau năm 75 tới giờ, những cái phong tục của mình bị sao lãng hết, không còn nhắc tới nữa. Rồi những anh hùng dân tộc của nước Việt Nam mấy nghìn năm lịch sử oai hùng cũng không ai nói tới, nhắc toàn là mấy cái chuyện Cát Mát Duy Võ thì sao, Nguyễn Văn Chổi không. Rồi đến lúc cái bàn ông Thiên á, cũng dẹp hết. Đa số gia đình từ ở thành phố tới nhà quê, mấy cái bàn ông Thiên giờ đâu còn nữa, chỉ có hình Bác Hồ ở trong nhà không à. Thì hôm nay sư phụ chỉ là nhắc lại thôi, chứ nó đâu phải là chuyện mới. Cái Thiên Tâm chúng ta đã là cũ. Ở trên trời á, là Đức Phật Di Lặc dùng cái dấu Thiên Tâm này để mà cho những cái tiên chúng ở trển tu tập. Cái đạo Thiên này có bao nhiêu nghìn năm ở trên trời, hôm nay sư phụ mang sắc phàm xuống thế gian, con của cha, để mà nhắc lại thôi. Nghĩa là nó không phải là mới, mà nó là quá xưa rồi. Chẳng qua là gì, ma quỷ nó bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, bịt hết, không cho chúng ta biết cái gì hết, ngoài biết những gì họ muốn mình biết. Thì quên đi, quên mỗi chiều hồi xưa nhớ là ông bà tổ tiên của mình á, mỗi chiều con đi cầm nhang ra ngoài trời khấn bạn Thiên. Bây giờ nhà nào đâu còn làm gì nữa đâu. Hồi xưa là mỗi sáng thì đốt nhang bạn Thiên với buổi tối. Sáng đốt nhang bạn Thiên, buổi tối đốt nhang bạn Thiên. Còn bây giờ sáng đốt cho Bác Hồ, rồi tối đốt cho Bác Hồ, đúng không? Ở trong nhà anh Bác Hồ không? Đang phải chống cộng nha, mình nói thiệt tới. Nên sư phụ bây giờ ở trên á, cha ông Thiên tức là cha, đúng không? Thiên tức là Thiên Tâm mình á, thì Thượng Đế đó. Thì sư phụ cha chảnh cha cũng buồn,
ngày nào cha cũng thương chúng ta, mẹ cũng thương chúng ta, mẹ tạo ra trái đất này. Cái nước của mình uống với sông với ngồi là nước mắt của mẹ. Trong kinh Địa Mẫu có nói, thân của mẹ, tất cả các con của mẹ xuống trần, 96 vạn ức linh căn, chết cũng về với nhập chung với mẹ, tức là về đất. Vậy mà ông Thiên thì lại quên. Mà nhớ ông Râu, ông Râu Dài. Ông Râu Dài đang với địa ngục, cần gì phải nhớ ổng. Ở đây ông quả tán ổng mới đúng. Nó ngồi cũng móc móc, lò lò vô chi không biết. Không, mình nói sự thật. Ở Việt Nam không có nhà nào không có hình Bác Hồ. Nhưng mà kiếm một cái bàn thờ, kiếm cái lon sữa bò ở ngoài ông Thiên không có. Thì cái đạo Thiên Tâm bây giờ á, là cha kêu con là Thiên Tử, Thái Tử đi xuống trần để mà nhắc cho họ. Chứ không phải là tự nhiều người không có hiểu. Cứ nói, bữa hôm có người comment vui lắm. Trước khi mình đọc cái sớt mà bữa trên đây nè. Cái trời ông Kiệt, ông Vẽ, ông là Thái Tử. Rồi bây giờ thêm sư phụ, ông Vẽ ông làm sư phụ, ông Ham làm sư phụ, rồi bây giờ thêm sư mẫu nữa, chết. Đây gần đây sư mẫu xuất hiện đúng không? Ấy là Phật đâu phải vậy đâu. Đó là ở trên này bên trên trời dưới nước. Thì lịch sử của mình là 50-50 á. Nước với biển. Mới có sư mẫu kiểu đó. Này không phải vậy, không phải ý như vậy. Nhưng mà muốn cho nhân loại á, muốn cho mọi người á, đừng có bắt bẻ, đừng có xuyên tạc, nó rất là khó. Làm kiểu nào cũng bị bắt bẻ. Bảo đảm luôn. Thì như cục bột còn bị bắt bẻ nữa, như cục đá cũng bị nữa. Chúa Giêsu cũng bị đóng ba cái đinh. Phật cũng cho ăn đồ ăn của ngựa, cũng phải đi đạp gai. Thời xưa Phật đi chân không, bị nó thả gai. Kiểu nào cũng sẽ bị. Cho nên thôi mình chấp nhận. Đạo Thiên Tâm có trên trời hàng nghìn năm, xuống trần. Rồi bữa đó thì trước khi kết thúc Đại Tam Thứ Chiến, thì bề trên muốn mỗi gia đình á, tại người theo Thiên Tâm, nhưng mà không có đọc kinh là không có tính nha. Đừng có nói mang hội thiên cái là được về trời hết, không có chuyện đó. Rồi chỉ đưa cái đuốc, đưa cuốn kinh, rồi mỗi ngày á, là phải lấy cái đuốc, rồi gọi vô cuốn kinh sáng đường đi. Hồ Chí là đi dẫn đầu, giống như là giao liên vậy đó, không dẫn đường đi vậy đó. Ở sau hàng triệu hàng tỷ người đi theo cái đường mòn, giống đường mòn Hồ Chí Minh vậy đó, thì cứ đi. Còn ở khúc sau mà ai mà theo cái gót của cái người kế tiếp là gót chân của Phật, cứ bước theo cái người kế tiếp mà đi. Mỗi người chúng ta cầm cái đuốc, chứ không phải là theo nhóm, theo phe. Không có phe họ Thiên, không có phe gì chứ. Họ Thiên là tất cả chúng ta đều là mỗi cây đuốc lớn hay cây đuốc nhỏ để thắp sáng lên cái màn vô minh của cái trái đất này, để cho họ mau tỉnh giấc. Chứ còn bây giờ họ quá trời u mê. Ngoài kia bao nhiêu triệu con họ Thiên, Mỹ hải ngoại khắp thế giới, nếu mà có nghe này, tất cả mọi ở ngoài đó đều có quyền để mà tạo công đức. Muốn lãnh lương thì làm đi, rồi đi về lãnh lương cha mẹ phát. Kiệt này cũng như quý vị, không có phát công đức, là cha với mẹ phát công đức. Ai làm cái gì, kéo nhiều bạn đạo, kéo nhiều cho người ta hiểu nhiều về Thiên Tâm, là người đó sẽ về trời, sẽ được thưởng. Chứ sư phụ cũng không có mà đông chừng nào thì sư phụ được thưởng, cha thưởng lớn chừng đó. Thì là tạo Facebook, tạo YouTube riêng, làm thơ hay là muốn làm kiểu gì, hay là làm hình ảnh. Người nào mà dở nhất cũng phải biết làm hình, bỏ lên những cái gì nói tốt về cha về mẹ. Đừng có nói tốt Kiệt nha, nói tốt cha mẹ thôi. Sau này nhân loại không có được ai thờ mình lại mình nha, để cái hình như bạn bè thì được. Rồi có quyền làm luôn website nữa, làm website riêng. Kiệt chỉ có một cái website chính nhưng mà chưa làm xong. Có ngoài kia mà ai mà làm sai hay là dùng Thiên Tâm để mà làm chuyện không có đúng á,
thì tự nhiên phải biết có chuyện gì sẽ xảy ra với mình và gia đình mình rồi đó nghe. Không phải là mình nãy đâu. À, mình biết cho mình biết tên thì mình khấn, mà nếu làm bậy là mấy vị phạt gán chịu á. Mình là thiệt, vàng tức là vàng, thao tức là thao. Ai nói gì á, những đứa con họ Thiên á phải vững lòng tin, không có nghiêng, không có ngửa. Có những đứa con họ Thiên á, thời gian đầu rồi cái từ từ cái về nhà cái đông người quá, cái gia đình anh em chồng con ngày nào á cũng nói ra hết, cái bắt đầu ngã lòng, đó là tự mình không có vững lòng tin, thử thách là từ chỗ đó. Cho nên tất cả các họ Thiên đều đứa nào cũng vì thử thách hết. Còn vượt qua hay không á thì ăn đua mình có bản lĩnh hay không, có đủ trí đủ dũng hay không. Màn đời này sắp kéo, sắp hạ, sắp sửa rồi đó. Cũng chừng Biden nửa đường gãy gánh đại ca Trump lên cái là xong rồi. Bữa hỏi mình khấn là có tên của đại ca Trump trong đó để mà ổn định thế giới. Tại vì mặt vô vi nó cũng ảnh hưởng chung với cái mặt hữu hình này. Cái mặt hữu hình này phải cần có một người tánh tình kiểu như ông Trump vậy mới dẹp loạn được cái đám khùng khùng hiện giờ trên thế giới này. Em như là ai cũng nổi điên, ai cũng khùng hết, ai cũng ăn hiếp ai hết, dữ quá. Thì cần có người giữ giữ một chút. Chứ kiểu như Biden, ổng hiền thì ổng hiền, mà giữ thì ổng không giữ, mà ổng cứ hề hề không à, ổng không có mạnh. Thì thành ra chúng ta chưa có được lập hội Long Hoa là do ông Biden ổng yếu quá. Chứ gặp như ông Trump cũng liên tục mà bữa hổm á, thì ổng chiếu tướng cái là thôi bây giờ Trung Cộng chia 5-7 thì giờ mình đi về Việt Nam hết rồi, mình đâu có trễ. Bữa giờ cơ bản trễ gần 10 năm nhưng mà cơ bản sẽ bắt đầu đi đúng đường trở lại á.